Đã có những tín hiệu tích cực đầu tiên đối với một số công ty du lịch khi tại nhiều quốc gia cuộc sống đang dần trở lại bình thường khi công dân được tiêm ngừa COVID-19. Các công ty du lịch nước ngoài đã bắt đầu liên hệ với nhiều công ty du lịch Việt Nam để chuẩn bị cho mùa du lịch tới. Có thể nói dù còn sớm nhưng cũng là những tin vui đầu tiên đối với các công ty du lịch sau gần 2 năm như là đóng băng vì dịch COVID-19. Hơn một năm qua, công ty du lịch SkySea chỉ có 3 người làm việc. Mọi chi phí đều phải cắt giảm tối đa. Họ chuyển văn phòng nhỏ hơn, điều hòa cũng chỉ dám bật một chiếc. Cố gắng cầm cự trong giai đoạn khó khăn chưa từng có này. Chúng tôi làm những cái visa đi nước ngoài hay là tour du lịch đi nước ngoài, đón những đoàn khách từ nước ngoài về Việt Nam mình. Mà kể từ khi dịch là tháng 1 năm 2020 đến giờ thì hoàn toàn là không có làm được, thì công ty rơi vào tình trạng rất là khó khăn. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong năm 2019, Việt Nam đón 18 triệu khách quốc tế. Tới năm 2020 chỉ còn 3,8 triệu khách. 3 tháng đầu năm 2021 chỉ còn phần lớn là chuyên gia sang làm việc. Nhiều khách sạn đóng cửa, nhiều công ty phá sản, nhiều người mất việc. Tuy nhiên, kể từ khi lô vaccine đầu tiên về nước và chính phủ thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19, nỗ lực để toàn dân được tiêm phòng, thì những chính sách này đã có những tác động tích cực đầu tiên tới thị trường du lịch. Khi có thông tin chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tiêm vaccine cho người dân thì đã có những cái vị khách đầu tiên đến để hỏi về tour du lịch. Thậm chí có người còn muốn đặt cọc để khi được phép nhập cảnh thì họ sẽ đi Việt Nam ngay. Sau gần 2 năm không một ai hỏi, cách đây vài tuần tôi có nhận được sự quan tâm và bắt đầu báo giá cho khách du lịch Pháp đi Việt Nam. Tôi vui mừng, xúc động. Lâu quá rồi du lịch đóng băng. Khi khách có kết nối chính là tín hiệu rất vui với chúng tôi, để chúng tôi tin tưởng rằng thị trường đang ấm dần lên. Trong phiên họp hôm 11 tháng 6 vừa qua, Bộ Chính trị đã yêu cầu nghiên cứu cho thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế tới một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh. Ít nhất 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm vaccine COVID-19. Những tín hiệu tích cực đầu tiên cho ngành du lịch quốc tế phục hồi sau gần 2 năm ngủ đông.